Hello mọi người, chúng ta cùng đến với trận đấu đôi nam giữa cặp đôi Tuấn Anh Thiều của Bắc Ninh và cặp đôi Hải Phương đến từ Sư phạm Thể dục Thể thao, hai thầy giáo của trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao. Thank you.
Trên sân số 1 xin mời đôi Nam Việt và Duy Nam trên sân số 1. Lịch thi đấu vào buổi chiều ngày hôm nay chúng ta bắt đầu vào lúc 14 giờ, các vận động viên chú ý. Các trận đấu tứ kết vào buổi chiều hôm nay bắt đầu vào lúc 14 giờ. Alo. Để động viên tinh thần thi đấu của các vận động viên thì hiện nay ban tổ chức quyết định là sẽ tăng giải thưởng lên là giải nhất 30 triệu đồng, giải nhì 15 triệu đồng và hai giải ba 10 triệu đồng. Mỗi giải là 10 triệu đồng.
31-14 em ạ.